Hello, Hương xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hương hôm nay Hương trở lại với các anh chị và các bạn. Hương xin chào tất cả nha. Hôm nay là thứ bảy, 21 tháng 10 rồi các anh chị ơi. Mà cây sen đá của Hương thì chưa có lên màu nhiều lắm, chưa có lên đúng cái màu của nó, tại vì Hương ở Nam Cali đó các anh chị. Khí hậu Nam Cali vẫn còn nóng lắm, tối thì nó se se lạnh chứ còn ban ngày trưa lúc nào cũng trên 80 độ F không à, nên giường của Hương vẫn còn bị nóng. Vậy Hương ra Hương thăm giường của Hương, Hương chia sẻ với các anh chị và các bạn nha. Tham quan cái giường sen đá của Hương ngày cuối tuần. Tại vì giường của Hương, cây của Hương nó ít lên màu cũng vì Hương còn che cái lưới đó các anh chị. Tại vì ở Nam Cali á, giấc trưa tới 80, 80 mấy độ F lận. Có khi lên tới 88, 85 nên Hương chưa có dám kéo cái lưới ra mấy chỗ trống. Sợ khi mà nắng gắt là nó sẽ bị cháy lá nên Hương vẫn còn giữ cái lưới. Chỉ chỗ có mấy chỗ mà có cái mái tôn trong á, thì Hương mới kéo ra thôi chứ còn chính vì vậy nó cây nó chưa có tiếp thu được cái ánh ánh nắng để mà nó đổi màu á. Có mấy chỗ mà Hương kéo cái lưới ra tại vì sân sau của Hương á là nằm ở cái sơ cồ của City, họ trồng cây phượng tím nó to lắm nên có mấy chỗ á, cái sau cái giữa cái giấc trưa là nó bị cái bóng mát của cái cây nên Hương mới kéo cái lưới ra. Còn mấy chỗ nào có nắng hết thì Hương chưa dám kéo cái lưới sợ cháy cho cái lá của cây sen đá. Chính vì vậy mà sen đá của Hương chậm đổi màu. Mấy hôm rồi Hương cũng hơi bận đó nên Hương không có thì giờ để mà thực hiện video gửi đến các anh chị các bạn xem giải trí. Mỹ Hương thu gọn sắp xếp dành chỗ cho một số cây. Hương đang order cây Isoria variegatus ở bên Korea. Hương đang order bên đó 3 lô, khoảng lô 12 cây mà nên Hương dọn dẹp thu gọn. Hương tìm chỗ cho một mớ cây mới. Nhiều khi các bạn có thể thấy sườn Hương nhiều quá mà còn mua. Tại vì có mấy cây mà 1-2 năm trước đó các anh chị, nó mắc quá. Hương ngán tiền Hương chưa có mua. Năm nay thấy nó giá nó xuống khá nhiều nên Hương mới mua. Cái lô đầu Hương mua nay là 2 tuần lễ rồi mà Hương chưa nhận được đó. Mà Hương đang lo đó các anh chị, cái lô đó là cây đẹp nhiều. Đa số là cây đẹp mà lại cây hiếm. Hơi nặng tiền. Thấy nè, cái nụ sơ đó sao chậm quá. Tại vì Hương mới mua mấy cái lô này là Hương mua của nụ sơ mới mua lần đầu. Tại bên cái nursery khê sắc lên mấy năm trước Hương mua đó các anh chị, cây của nó gần như là Hương mua nhiều rồi nên giờ Hương đi kiếm chỗ khác. Mấy bữa rồi Hương cũng lặt lá khô cho một mớ cái khu vực này.
lúc trước cái khu này ông xã Hương làm hai bên hai cái kệ chừa cho Hương cái đường ở giữa để Hương đi vô đi ra nè, để cây để đồ bưng mình cho nó tiện đó. Bây giờ Hương chặt quá nên Hương chêm đồ vô, Hương để mấy cái cây cây dorium vô luôn, mình lấn luôn không còn chỗ để đi vô đó nữa. Cái này cái hoa cúc mà giờ Hương để đây mới bắt đầu mấy bữa nay bắt đầu sắp chưa có đổi màu, mới chút chút. Mấy bữa nay Hương dọn dẹp ở khu này đặng Hương để mấy cây aerium vô một khu đây. Cái này cây xanh rơi mà bóng mát nhiều nên nó ít màu đỏ nâu. Đây là cây Chanel lá dài, cây Chanel lá dài đó các anh chị. Chỗ này thì trưa cái nó có cái bóng mát là cái bóng của cái cây mận của Hương á, thành ra cây của Hương nó cũng không có ánh nắng nhiều nên màu xanh hơn nhiều nha. Cây chỗ này cũng vậy nè, nó có cái bóng mát nhiều á, thành ra nó ra cái màu như vậy. Này là cây Medusa đó các anh chị, cây Medusa mà tại nó bóng mát nhiều á nó ra cái màu này.
Cây này thì nó thích cái bóng mát hơn, thì nó màu nó đẹp hơn. Ở hôm nó đen lắm, bữa nay nó màu đẹp. Còn cái cây này là thiếu thiếu ánh nắng là nó xanh hết trơn nè. Các anh chị, cái cây này lúc trước có mấy cái bông nó màu đậm hơn đẹp, giờ nó xanh hết cả cây, nó chỉ còn dần hơi điểm điểm thôi à. Chứ cái cây lúc trước rất đẹp lắm. Thành ra chơi mà sen này nhiều khi Hương bây giờ Hương tập trung lại, Hương để nó không có phải bưng tới bưng lui á, chứ còn có cây á thì nó lại chịu cái ánh nắng nhiều, ánh sáng nhiều á, có hơi nắng vô á thì màu nó đẹp, còn có cây á thì lại nó thích hợp với cái bóng mát hơn. Giờ Hương cho nó ở đại cũng hết trơn luôn, bên ngoài mệt quá. Cái này cỡ này có ánh nắng chút xíu, cỡ này nó lên màu tương đối đẹp rồi. Cái máy của Hương kỳ quá, thỉnh thoảng nó chớp một cái là nó cái màu nó bị tối đi, thỉnh thoảng thì nó màu nó lên sáng. Giờ nó bị hơi mờ tối thì kỳ. Cái cây này giờ nó lên màu ở trong cái lá của nó có sọc sọc rồi. Cây này nó cũng bắt đầu hơi đổi màu nè. Bữa hôm nó đem tôi lùi, bữa nay nó đổi màu một chút rồi. Cây này cái bông nó to lắm, nó cũng mất màu hết. Cái cây này hôm trước Hương mua, Hương lấy cái cây nó nhiều nhánh mà nó đang còi cọc, tới bữa nay nó cũng chưa có tỉnh các anh chị ơi, nó cũng chưa có ra mà lá nữa. Cái chỗ này Hương để mà tại vì bữa hôm cái nhánh của cây mãng cầu của Hương á nó phủ nhiều quá đi, thành ra nó bóng mát không à, nên cây Hương nó không có lên màu. Mới 2 bữa trước ông xã Hương ổng cắt tỉa cái nhánh cây mãng cầu cho nó gọn lại, thành ra chỗ này hy vọng tuần nữa là cây chỗ này nó sẽ có ánh nắng rọi vô á.
là nó sẽ có cái màu đẹp hơn, màu khác hơn màu bữa hôm nay. Đây là cái khu này, là một khu vực này là cây Aeronium, cũng như Hương để đây cũng khá nhiều, mấy chục loại đó. Còn Hương để rải rác gần đằng chỗ khu mà sen đột biến, cũng cả chục chậu đằng kia nữa. Phải Hương để sen sen đằng cho nó có màu sắc một chút đó các anh chị, để mấy cây đột biến nó không có màu. Ở khúc đằng này thì bị cái bóng của cây mãng cầu, giờ mới cắt tỉa cây mãng cầu. Còn cái khúc ở trong này thì bị cái bóng của cái cây mận. Chỗ này nó cũng bị bóng mát nhiều. Thành ra cây nó cũng chưa có, không có màu sắc được đúng của nó lắm, nhưng cũng tương đối khá đẹp, tại vì nhờ nhiều thứ khác nhau. Vậy Hương thực hiện cái video Hương gửi đến các anh chị và các bạn cùng Hương chiêm ngưỡng ngày cuối tuần nha. Mấy bữa hôm Hương bận quá, tại Hương có order cây ở bên Korea nên dọn dẹp để mà sắp xếp tìm chỗ cho một số cây mới. Một hai ngày nữa trong tuần tới là Hương sẽ nhận được á. Bây giờ có một hai lô nó đã về lót rồi mà họ chưa có giao cho Hương, nhất là cái lô đậu Hương mua nay hai tuần lễ đúng rồi đó. Cái khu này thì giờ này giấc này thì trưa ở đây nó có ánh nắng rọi rô vô. Còn cái phía bên cái khu mà sen đột biến rồi đó các anh chị, là giờ này là cái bóng của cây phượng tím nó che phủ hết rồi, nên không có ánh nắng rọi vô nên vườn của Hương nó thất thế lắm, nó không có bóng rọi vô nên cây của Hương nó chậm lên màu lắm. Đây là chậu cái sen này nhìn vô giống như cái trái tim nè anh chị. Đó. Cái này là của Hương là màu oren, màu cam. Còn Hương coi Hương thấy nó có bông màu tím mà Hương muốn mua, nhưng Hương lựa chưa có được những cây khác, tại mình lựa mấu vài cây là do qua cái công ty khác, thành ra Hương chưa mua được. Nó có màu tím với màu vàng mà Hương thì Hương đang thích màu tím. Đó, các anh chị thấy cái khu này của Hương á, Hương đã kéo cái lưới rồi, chỉ còn cái tôn trong ở trên thôi, mà nhưng giờ này không có nắng tại cái bóng của cây phượng tím nó phủ. Tại cây phượng tím ở chỗ city nó trồng ở trên đường đó, mà cái nhà của Hương phía sau này là nằm ở góc sư cồ, mà cây phượng tím nó to dữ lắm, cái tàn nó phủ lắm, mà khi nó rụng bông rụng lá vô cái vườn của Hương rất là dơ. Cây của Hương nó bị
ảnh hưởng, nó không có thoáng gió nhiều mà lại cái ánh nắng cũng vậy, có chỗ có chỗ không. Cái khu chỗ này thì sáng, ánh nắng sáng nó có được một chút xíu. Mấy cây Madepa nó bự cây rồi. Mấy cây Arbor này của Hương giờ nó to. Arbor đó. Cây Arbor này giờ nó bự. Thân với Hương tại vì nhiều cây quá đó, nó chặt đó, Hương để nó cái thằng phía trước nó hay bị che bớt của thằng phía sau, che mất cái chậu, thằng nó chỉ thấy được cái phần cây lên chút xíu. Cây Arbor màu xanh của Hương à, không có chỗ ha, Hương để vô đây các anh chị tự quất ha.
Cái cây Cassio variegatic này á, cái cây này của Hương là màu tím. Giờ Hương coi trên mạng nó có cái màu, nó lên màu đỏ. Cây này là cây ice cream. Cây này giờ nó bự lắm á các anh chị. Cây này nó đỏ nhiều lắm á, mà giờ nó chưa có lên màu. Vậy Hương thực hiện cái video ngắn Hương gửi lại đến cho các anh chị và các bạn cùng chiêm ngưỡng ngày cuối tuần nha. Vậy cho Hương chia tay với các anh chị. Xin dừng cái video ở đây cho Hương chia tay với các anh chị. Hương không quên chúc các anh chị và các bạn vào cuối tuần, những trong 2 ngày, những ngày cuối tuần các anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe và vui vẻ, bình an trong cuộc sống nha. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bye bye.